di động mạnh nhất lịch sử. Chip di động thế hệ thứ 10 Comet Lake được Intel ra mắt hôm 21 tháng 8, dành cho laptop và thiết bị 2 trong một, hứa hẹn tăng gấp đôi hiệu suất so với phiên bản cũ. Intel tiếp tục nâng cấp dòng chip di động Intel Core lên mốc mới, với tên mã Comet Lake. Chip di động mới của Intel có các biến thể i3, i5 và i7, tăng gấp đôi hiệu suất và khả năng xử lý đa nhiệm so với trước. Comet Lake có 6 nhân, 12 luồng, xung nhịp tối đa 4.9GHz, bộ nhớ tạm Intel Smart Cache 12MB, bộ nhớ DDR4 tốc độ lên tới 2666 môi trường trên S. Chip di động mới của Intel được tích hợp chipset không dây Intel Wi-Fi 6, hỗ trợ bảo mật WPA3 cho khả năng kết nối Internet nhanh và an toàn hơn, đồng thời mở rộng khả năng truyền dữ liệu của Thunderbolt 3 lên 40GB trên S. Comet Lake được sản xuất trên dây truyền công nghệ tối ưu 14NM, tăng hiệu suất 16%, cải thiện 41% khả năng làm việc và đa nhiệm so với thế hệ hiện tại. Chip di động thế hệ thứ 10 của Intel tích hợp công nghệ Intel Adaptive Technology cho thời gian chờ lâu hơn, đưa máy vào trạng thái sẵn sàng hoạt động nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ nhiều dịch vụ trợ lý thoại tích hợp. Ngoài ra, công nghệ Intel Dynamic Tuning còn giúp các OEM tối ưu vi xử lý, tăng thêm 12% hiệu suất hoạt động. Chip mới sẽ có mặt cuối năm nay với hơn 90 thiết kế bổ sung.